Anh ơi, anh có gì ăn không? Anh cho em đi. Mấy ngày rồi em chưa ăn gì. Anh cho em xin ít tiền nha anh nhá. Thế trên tay đành nặng như thế này, sao không đi xin việc mà làm, mà đi ăn xin? Thưa anh, là em bị bệnh hiểm nghèo, em xin vào các công ty người ta không cho anh ạ. Thế gia đình của cậu đâu rồi? Em hoàn cảnh lắm, gia đình em... Này, cái thằng kia! Sắp up free fight, liên quân, nick liên quân 247.com, cơ hội nhận áp tích chỉ 9k. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có ngồi ăn xin trước cửa văn phòng của tao. Sao mày không nghe? Mày có tin tao gọi người đến gô cổ mày đi không? Dạ, em... Này cô kia, người ta nghèo khổ như thế này, sao cô lại đuổi người ta như vậy? Mày là đứa nào mà xem vào chuyện của tao? À, hóa ra là bạn cũ à? Là cô à? Mày... Tao còn tưởng mày phải thay đổi thêm chút nào rồi chứ. Hóa ra là vẫn xấu, vẫn bẩn, vẫn nhà quê một cục thế này á. Tao có như thế nào ấy thì cũng không liên quan tới mày, nên là đừng có đi sử dụng người khác như vậy. Tao thích thế đó, thì sao? Mà nhìn mày có vẻ nghèo nhở? Thế đã có công việc làm chưa? Hay là vào công ty tao, tao cho mày chút bảo vệ nhá. À, mà cũng không được. Nhìn mày thế này xứng với chức bảo vệ của công ty tao. Chức của mày xứng ý là lao công, mà là lao công của công ty tao ấy. Xong thỉnh thoảng vào phòng tao lau giày cho tao, tao lại thưởng thêm cho nhá. Này, mày đứng mà quá đáng như vậy. Quá đáng? Mày về đứng trước gương ấy, rồi soi gương nhìn lại bản thân mình xem là biết ngay ấy. Tao không ngờ sau bao nhiêu năm mày vẫn còn giữ cái tính cà kịa và dạo oai với người khác nhở? Mày mà cũng biết dùng từ cà kịa cơ á? Tao lại cứ tưởng mấy cái đứa nhà quê như mày không biết dùng mấy câu hot trend thế chứ. Này, mày có thể lịch sự một chút được không? Đối với ai cần lịch sự ấy thì tao mới lịch sự. Còn đối với cái loại nhà quê nghèo hèn như mày, tao lịch sự để làm cái gì? Mày thì giàu sang quá nhở? Đúng, tao giàu sang. Và chắc chắn là tao giàu hơn mày rất nhiều. Loại nhà quê, cái gì đấy, ăn mặc, trời ơi, trông bẩn thỉu ghê quá đi mất. Tao có nhiều thời gian để lên nói nhiều với mày nữa. Cậu này, giờ tôi cho cậu ít tiền, đi cậu kiếm tạm gì mà ăn nhá. Vâng, em cảm ơn mày. Thôi chết rồi, tiền tôi để quên mất ở nhà rồi. Thôi, đã không có tiền thì nói thật ra là không có tiền đi. Còn đứng đấy giả vờ thanh cao cái gì? Đúng là vừa đáng khinh, vừa đáng nhục mà. Ừ, vừa phải thôi, có quá đáng lắm rồi đấy. Quá đáng á? Tao có quá đáng cái gì đâu. Đã không có tiền ấy thì đừng có tỏ ra ta đây. Hay mày có cần tiền không? Tao cho mày này. Này, tao cho mày đấy. Tao cứ tưởng sau bao nhiêu năm mày phải thay đổi, vậy mà đến bây giờ nhân cách của mày lại càng kém hơn đấy. Có lấy không? Tao không cần tiền của mày. Không lấy thì càng còn. Đã nghèo còn sĩ. Còn thằng kia, biến khỏi đây nhanh. Đừng để tao thấy mặt mày một lần nữa. Tao bảo mày biến khỏi đây mà. Đừng để tao thấy mày một lần nữa đấy. Thôi, tao không đứng đây nói chuyện với mày nữa đâu. Còn tao nghĩ cái loại như mày ấy nên về quê mà làm việc đi nhá. Còn nơi này không hợp với mày đâu. Thôi, tao đi đây. Alo anh, chào anh. Vâng, em ở bên công ty Lệ Studio đấy ạ. Hôm trước em có gửi cho anh một cái bản dự án nhỉ. Thì không biết anh đã xem chưa ạ? À, vâng ạ. Vậy thì anh cho em xin một cuộc hẹn nhé.
để anh em mình có thể nói chuyện và bàn bạc lại cho nó cụ thể hơn đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng, vâng vâng, vâng anh, chào anh ạ. Vào đi. Dạ em chào anh ạ. Cái bản lần trước tôi bảo cô làm đến đâu rồi? Dạ em làm xong hết rồi anh ạ, để em về lấy cho anh xem. Tôi không cần đâu. Hôm nay tôi gọi lên đây ạ. Là để có chuyện nói với cô. Có chuyện gì thế anh? Cô vẫn chưa hiểu à? Chuyện gì ạ? Tôi nói với cô nhé. Tôi muốn công ty đã phát triển và được nhiều người biết tới nhờ những sản phẩm mà chúng ta tạo ra, chứ không phải là được nổi tiếng và được người ta biết tới với những thông tin không tốt. Anh nói thế là sao ạ? Tôi nói đến thế rồi mà cô vẫn còn chưa nghĩ ra là tôi muốn nói gì. Tôi không hài lòng khi cô mang cái danh là thư ký của West Studio để cô đến nơi công cộng, cô khinh thường sỉ nhục người khác. Cô hiểu chứ? Ôi, đây cũng là lần đầu thì tôi cảnh cáo cô. Còn nếu cô để chuyện này tái diễn thêm một lần nữa thì tôi chứ không bỏ qua đâu. Giờ thì cô ra ngoài đi. Vâng, em chào anh. Hay là sếp với mình cãi nhau cái thằng Thành nhỉ? Được lắm. Vì mày mà tao bị sếp mắng. Mày cứ chờ đấy. Vào đi. Dạ, anh cho gọi em ạ. Ừ, anh bảo này. Một lát nữa là mình có một cuộc gặp với đối tác bên Phương Trung đấy. Thì bây giờ em xuống đó người ta. Nhớ là phải khôn khéo anh nhá. Bởi vì là đối tác lần này rất là quan trọng đấy. Thì là chủ tịch của tập đoàn Phương Trung đấy, đi chưa? Dạ vâng ạ. Ừ, thôi, em đi đi. Dạ, em chào anh. Không biết đối tác là ai, mặt mũi như thế nào, làm sao mà đón được. Thằng Thành à? Tao đã tức mày từ hôm qua rồi, hôm nay mày lại xuất hiện đây. Để mày chết với tao. Thằng kia, đứng lại. Có chuyện gì? Sao cô lại tát tôi? Mày còn hỏi tao là tại sao tao tát mày à? Vì mày mà tao bị giám đốc của tao chửi. Chắc là mày tìm hiểu tao sẵn rồi nên mày đi mách tội tao với giám đốc của tao đúng không? Cô đừng quá như vậy. Quá đáng á? Hay là mày định đi mách tội tao thêm một lần nữa? Tao nói cho mày biết, mày có thể mách tội tao lần thứ nhất nhưng sẽ không có cơ hội cho mày lần thứ hai đâu. Chuyện đó là do mày. Tao không có mách giám đốc của mày. Thôi, mày đừng có mà chối nữa. Mày mà không nói thì tại sao giám đốc của tao lại biết? Chuyện đó thì tao không biết. Mà những việc làm xấu ấy thì không bao giờ giấu được đâu. Mà tao nghĩ giám đốc của mày xử lý những người có nhân cách kém và đạo đức kém thế là tốt mà. Mày! Sao? Bỏ ra! Tao nói rồi, tao không biết chuyện này. Thế hôm nay mày đến đây làm gì nữa? Tao đến đây làm gì thì việc của tao. Với cả đây là nơi công cộng, chẳng nhẽ tao không được đến à? Đương nhiên là không được đến rồi. Đây là công ty của tao. Tập đoàn GX Studio là tập đoàn lớn nhất miền Bắc. Cái loại nhà quê như mày đương nhiên là không có cơ hội đến. Thì ra mày làm ở GX Studio hả? Tao mày đến đây để gặp giám đốc của GX Studio đấy. Mà tao đến đây gặp giám đốc không phải để mách chuyện của mày, vì tao không có rảnh. Tao đến đây để ký hợp đồng với giám đốc. Cái gì? Đến để ký hợp đồng á? Tao có nghe nhầm không nhở? À, hay là đến để ký hợp đồng làm bảo vệ à? Này, tao nói cho mày biết nhá. Một khi mà tao vẫn còn làm ở đây thì mày sẽ không bao giờ có cửa để bước vào đây đâu. Cô đi. Đi chào giám đốc ạ. Tôi bảo cô đi đón khách hàng, cô xuống đây gây gổ trước cửa công ty như thế à? Cô gây gớm phết đấy nhỉ?
À, anh, đây là thằng bạn cũ của em. Nó là thằng nhà quê ngu dốt. Nó định xin vào công ty của mình để làm bảo vệ, với ý định là để ăn cắp xe đấy anh ạ. Nên là em chỉ dạy cho nó một bài học thôi. Cô im đi. Cô có biết đây là ai không? Thì nó là thằng nhà quê ngu dốt ạ. Đây chính là chủ tịch của tập đoàn Phương Trung đấy. Chủ tịch là sao ạ? Tôi đã nói với cô rất là nhiều rồi. Lần thứ nhất thì tôi còn cảnh cáo, nhưng lần này thì không. Tập đoàn của tôi không thể nào chấp nhận nhân viên như cô được. Cô mau nghỉ việc đi. Anh cho em xin lỗi. Người mà xin lỗi á, không phải là tôi, mà cô phải xin lỗi anh Thành thế này. Ô, Thành, à không chủ tịch, cho tôi xin lỗi. Sao? Xin lỗi á? Lời xin lỗi của cô đã quá muộn rồi. Anh ơi, em đã rất cố gắng mới có thể vào được đây. Em cũng đã nỗ lực bao nhiêu năm qua, em không thể nghỉ việc như vậy được. Cố gắng và nỗ lực ấy, nhưng cô không biết trân trọng. Để lỗi cho cô. Còn bây giờ mời cô đi cho. Và tôi nói cho cô biết thêm này, đừng bao giờ sống ác với người khác. Không đến lúc quả báo mà đến á, thì ăn cháo cũng phải lưỡi răng nhé. Thôi, mời anh lên công ty rồi chúng ta bàn trực tiếp nhé. Mời anh.